Dạ, lời nói đầu tiên Uyên vẫn chào anh Cố Vấn, chủ tịch và các anh chị em ban quản trị viên, toàn thể anh chị em thành viên trong và ngoài câu lạc bộ, lời chào thân thương ạ. Hôm nay Uyên rất vui được trở lại sân khấu của nhà mình. Uyên Nga chúc đại gia đình mình buổi tối hôm nay giao lưu vui vẻ nha. Dạ, rồi Uyên cũng xin mời các anh các chị vào cho Uyên xin kênh để Uyên được có cơ hội song ca cùng các anh các chị ạ.